Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 29. Đây là điều ngươi sẽ làm, đặng biệt A-rôn và con trai người riêng ra thánh, để họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Hãy bắt một con bò tơ đực và hai con chiên đực không tỳ vít, dùng bột mì thật mịn làm bánh không men, bánh nhỏ không men nhồi với dầu, và bánh tráng không men tẩm dầu, rồi để các bánh đó trong một giỏ dâng luôn lên cùng bò tơ đực và hai chiên đực. Đoạn ngươi sẽ biểu A-rôn cùng các con trai người đến gần nơi cửa hội mạc, rồi lấy nước tắm cho họ. Kế đó, lấy bộ áo mặc cho A-rôn, tức là áo lá mặc trong, áo dài của ê-phót và bảng đeo ngực, rồi lấy đai của ê-phót thắt lưng cho người. Đoạn, đội cái mũ lên đầu và để thẻ thánh trên mũ, cùng lấy dầu sức đổ trên đầu và sức cho người. Lại biểu các con trai A-rôn đến gần mặc áo lá cho họ, rồi lấy đai thắt lưng và đội mũ cho A-rôn cùng các con trai người. Thế thì, chức tế lễ sẽ bởi mạng lệnh đời đời cho họ. Ngươi lập A-rôn và các con trai người là thế. Đoạn, hãy dắt con bò tơ đực lại gần trước hội mạc. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu con bò đó. Ngươi hãy giết bò đực trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi cửa hội mạc, rồi lấy huyết bò đó nhúng ngón tay vào, bôi các sừng của bàn thờ và đổ khắp dưới chân bàn thờ. Cũng hãy lấy hết thảy những mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật và mỡ trên trái cật mà đem xông trên bàn thờ. Nhưng ở ngoài trại quân hãy thiêu hết thịt da và phẫn của con bò đực đó, ấy là một của lễ chuộc tội vậy. Ngươi cũng hãy bắt một trong hai con chiên đực. A-rôn và các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi giết chiên đực đó, lấy huyết mà rưới khắp chung quanh trên bàn thờ. Kế đó xả chiên ra từng miếng, rửa sạch bộ lòng và giò đi, rồi để lên trên các miếng đã xả và đầu nó. Đoạn xông cả con chiên đực tại trên bàn thờ. Ấy là một của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va, tức là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va vậy. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực thứ nhì. A-rôn cùng các con trai người sẽ nhận tay mình trên đầu nó, rồi ngươi giết chiên đực đó, lấy huyết bôi nơi trái tai hữu của A-rôn và của các con trai người, trên ngón cái bàn tay mặt và ngón cái bàn chân mặt. Huyết còn dư hãy rưới chung quanh trên bàn thờ. Ngươi hãy lấy huyết ở nơi bàn thờ và dầu sức mà rải trên mình và quần áo A-rôn, cùng trên mình và quần áo các con trai người. Như vậy, A-rôn cùng quần áo mình, các con trai người cùng quần áo họ sẽ được biệt riêng ra thánh. Vì cớ chiên đực đó dùng làm lễ truyền chức, nên ngươi hãy lấy mỡ, đuôi, mỡ bọc ruột, tấm da mỏng bọc gan, hai trái cật, cùng mỡ trên trái cật và giò bên hữu, lại lấy luôn một ổ bánh, một bánh nhỏ nhồi với dầu và một cái bánh tráng ở trong giỏ bánh không men để trước mặt Đức Giê-hô-va. Rồi ngươi để mấy món đó trong lòng bàn tay A-rôn và trong lòng bàn tay của các con trai người, mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Đoạn, hãy lấy ra khỏi bàn tay họ đem xông trên bàn thờ, ở trên của lễ thiêu, để cho có mùi thơm trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên cho Đức Giê-hô-va. Cũng hãy lấy cái o chiên đực về lễ lập A-rôn mà đưa qua đưa lại trước mặt Đức Giê-hô-va. Ấy sẽ về phần ngươi. Vậy, ngươi sẽ biệt riêng ra thánh cái o và giò của chiên đực đã dùng làm lễ lập A-rôn cùng các con trai người, tức là o đã đưa qua đưa lại và giò đã dơ lên. Lễ vật này sẽ do nơi Israel dâng cho A-rôn cùng các con trai người, tùy theo mạng lệnh đời đời đã lập, vì là một điều ban cho bởi trong các của lễ thù ân của dân Israel, tức là một của lễ dơ lên mà họ dâng cho Đức Giê-hô-va vậy. Những áo thánh của A-rôn sẽ để lại cho các con trai nối sau người, để họ mặc áo đó, được sức dầu và lập trong chức tế lễ. Ai trong vòng con trai người được làm thầy tế lễ thế cho người, mà đến hội mạc đặng hầu việc tại nơi thánh,
thì sẽ mặc áo đó trong 7 ngày. Đoạn, ngươi hãy bắt con chiên đực dùng làm lễ thiết lập mà nấu thịt nó trong một nơi thánh. A-rôn cùng các con trai người sẽ ăn thịt chiên đực đó cùng bánh trong giỏ nơi cửa hội mạc. Vậy họ sẽ ăn các món này, bởi đó được chuộc tội để lập và biệt họ riêng ra thánh. Nhưng khách ngoại bang chẳng được ăn, vì các món đó đã biệt riêng ra thánh rồi. Nếu thịt lễ thiết lập và bánh còn dư lại đến ngày mai, ngươi hãy thiêu trong lửa, chớ nên ăn, vì là của đã biệt riêng ra thánh. Vậy, theo mọi điều ta phán dặn, ngươi hãy làm cho A-rôn cùng các con trai người và lập họ trong 7 ngày. Mỗi ngày, hãy dâng một con bò tơ đực đặng chuộc tội và dâng vì bàn thờ một của lễ chuộc tội cùng sức dầu cho để biệt bàn thờ riêng ra thánh. Trong 7 ngày, ngươi hãy làm lễ chuộc tội cho bàn thờ và biệt riêng ra thánh. Bàn thờ sẽ trở nên rất thánh, phàm vật chi đụng đến đều sẽ được nên thánh vậy. Đây là điều ngươi sẽ dâng lên bàn thờ: 2 chiên con 1 tuổi, mỗi ngày thường thường như vậy. Buổi sớm mai ngươi hãy dâng 1 trong 2 chiên con, con thứ nhì hãy dâng vào buổi chiều tối. Với con chiên thứ nhất, hãy dâng 1/10 bột mì mịn nhồi với 1/4 hin dầu ép và cùng lễ quán 1/4 hin rượu nho. Về con chiên thứ nhì, hãy dâng vào buổi chiều tối với 1 của lễ và 1 lễ quán y như lễ sớm mai. Ấy là 1 của lễ thiêu có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là 1 của lễ thiêu mà các ngươi phải dâng luôn luôn trải qua các đời tại cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, là nơi ta sẽ giáng lâm mà phán cùng ngươi. Vậy ta sẽ có tại đó cùng dân Israel. Chỗ này sẽ vì sự vinh hiển ta mà được biệt riêng ra thánh. Ta sẽ biệt hội mạc cùng bàn thờ riêng ra thánh, cũng biệt A-rôn và các con trai người riêng ra thánh nữa, đặng họ làm chức tế lễ trước mặt ta. Ta sẽ ở giữa dân Israel làm Đức Chúa Trời dân ấy. Dân ấy sẽ biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của chúng nó, đã đem chúng nó ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng ở giữa vòng họ. Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của họ. Chương 30. Ngươi cũng hãy đóng một cái bàn thờ bằng cây si tim để xông hương. Mặt bàn sẽ vuông, bề dài 1 thước, bề ngang 1 thước và bề cao 2 thước. Bàn thờ sẽ có 4 sừng ló ra. Ngươi hãy bọc vàng ròng trên mặt, 4 cạnh chung quanh và các sừng, còn tứ vi chạy đường viền vàng. Dưới đường viền đó, nơi 2 bên, hãy làm 2 cái khoen bằng vàng để xỏ đòn dùng đặng khiêng. Hãy chuốt đòn khiêng bằng cây si tim bọc vàng. Ngươi sẽ để bàn thờ đó trước bức màn che hòm bản chứng, đối cùng nắp thi ân trên hòm, là nơi ta sẽ gặp ngươi. Mỗi buổi sớm mai, khi A-rôn làm đèn sẽ xông hương tại nơi đó, và lúc chiều tối khi A-rôn thắp đèn cũng sẽ xông hương. Ấy là 1 thứ hương phải xông trước mặt Đức Giê-hô-va luôn luôn, trải qua các đời. Trên bàn thờ này, chớ xông hương lạ, hoặc dân của lễ thiêu, của lễ chay hay là lễ quán nào hết. Nhưng trải qua các đời, mỗi năm 1 lần, A-rôn sẽ lấy huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên sừng bàn thờ này, đặng chuộc tội cho nó. Ấy sẽ là một việc rất thánh cho Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va cũng phán cùng Mô-xe rằng, khi nào ngươi điểm số dân Israel đặng kê sổ, mỗi tên phải nộp tiền đền mạng mình cho Đức Giê-hô-va, hầu cho khỏi mắc tai nạn chi trong khi kê sổ. Kẻ nào có tên trong sổ phải nộp nửa siếc lơ, tùy siếc lơ của nơi thánh, cân nặng 20 gera. Vậy, nửa siếc lơ tức là của dân cho Đức Giê-hô-va. Mọi người có tên vào sổ từ 20 tuổi sắp lên sẽ dâng của này cho Đức Giê-hô-va. Khi dân của này cho Đức Giê-hô-va đặng đền mạng mình, người giàu không nộp trội, người nghèo không nộp thiếu nửa siếc lơ. Vậy, ngươi thâu tiền đền mạng của dân Israel, rồi dùng tiền đó vào việc hội mạc. Ấy là 1 kỷ niệm của dân Israel trước mặt Đức Giê-hô-va, đặng đền mạng mình. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-xe nữa rằng, ngươi hãy làm 1 cái thùng với chân thùng bằng đồng, đặng rửa mình ở trong, rồi để giữa khoảng của hội mạc và bàn thờ và đổ nước vào. A-rôn cùng các con trai người sẽ rửa tay và chân mình ở trong.
Khi họ vào hội mạc sẽ lấy nước rửa mình, hầu cho họ khỏi chết. Và khi lại gần bàn thờ đặng phụng sự, tức là sông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, họ cũng phải giữ như vậy. Thế thì, họ hãy rửa tay và chân hầu cho khỏi chết. Ấy là một lệ đời đời cho A-rôn cùng dòng dõi người, trải qua các đời. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, hãy góp các hương liệu tốt nhất, một dược nước 500 siết lơ, hương nhục quế phân nửa số đó tức là 250, hương xương bồ 250, quế bì 500, đều theo siết lơ nơi thánh và một hin dầu olive. Ngươi hãy lấy các hương liệu đó theo phép hòa hương, chế ra một thứ dầu thơm dùng làm dầu sức thánh. Đoạn, lấy sức cho hội mạc cùng hòm bản chứng, bàn thờ cùng các đồ phụ tùng, chân đèn cùng các đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ của lễ thiêu cùng các đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng. Ấy vậy, ngươi sẽ biệt các vật này riêng ra thánh, hầu cho làm rất thánh, hễ món chi đụng đến đều sẽ được nên thánh. Ngươi cũng hãy sức dầu cho A-rôn cùng các con trai người, biệt họ riêng ra thánh để làm chức tế lễ trước mặt ta. Lại hãy nói cùng dân Israel rằng, về phần ta, dầu này sẽ là dầu sức thánh trải qua mọi đời các ngươi. Chớ nên đổ trên xác thịt loài người và cũng đừng làm dầu nào khác theo phép hòa hương đó. Dầu này là thánh, cũng sẽ thánh cho các ngươi. Hễ ai chế một thứ hòa hương giống như vậy và đem rưới trên mình người ngoại bang, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê nữa rằng, hãy lấy các hương liệu, tức tô hiệp hương, loa yểm hương, phong chi hương cùng thanh nhũ hương mỗi thứ bằng nhau, theo phép hòa hương, chế ra một thứ hương mặn, trong và thánh. Hãy nghiền nó ra bột, rồi để trước hòm bản chứng trong hội mạc, tức là nơi ta sẽ gặp ngươi. Về phần các ngươi, hương này sẽ là một vật rất thánh. Còn thứ hương mà ngươi sẽ chế, chớ chế giống như phép hòa hương này. Ấy là một vật ngươi nên biệt ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Hễ kẻ nào làm giống y như vậy đặng ngửi mùi, sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Chương 31. Đức Giê-hô-va phán cùng Mô-sê nữa rằng, này, ta đã kêu tên Bê-sa-lê-ên, con trai của U-ri, cháu của Hu-rơ, trong chi phái Giu-đa. Ta đã làm cho người đầy dẫy thần của Đức Chúa Trời, sự khôn ngoan, sự thông sáng và sự hiểu biết để làm mọi thứ nghề thợ, đặng bày ra và chế tạo đồ vàng, bạc và đồng, đặng khắc và khảm ngọc, đẽo gỗ và làm được mọi thứ nghề thợ. Đây, ta lại cho một người phụ việc tên là Oholiab, con trai của Ahisamạc trong chi phái Đan. Ta cũng đã ban sự thông minh cho mọi người tài năng, hầu cho họ làm các việc ta đã phán dặn ngươi là hội mạc, hòm bản chứng, nắp thi ân ở trên hòm cùng đồ dùng trong hội mạc, bàn thờ cùng đồ phụ tùng, chân đèn bằng vàng ròng và đồ phụ tùng, bàn thờ sông hương, bàn thờ dân của lễ thiêu cùng đồ phụ tùng, cái thùng và chân thùng, áo lễ, áo thánh cho A-rôn thầy tế lễ cả, và bộ áo cho các con trai người đặng làm chức tế lễ, dầu sức và hương thơm của nơi thánh. Các người đó phải làm hết thảy theo lời ta đã phán dặn ngươi. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Mô-sê rằng, phần ngươi, hãy nói cùng dân Israel rằng, nhất là các ngươi hãy giữ ngày Sa-bát ta, vì là một dấu giữa ta và các ngươi trải qua mọi đời, để thiên hạ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va làm cho các ngươi nên thánh. Vậy, hãy giữ ngày Sa-bát vì là một ngày thánh cho các ngươi. Kẻ nào phạm đến ngày đó phải bị xử tử, kẻ nào làm một việc chi trong ngày đó cũng sẽ bị trút khỏi vòng dân sự. Người ta sẽ làm công việc trong 6 ngày, nhưng qua ngày thứ 7 là ngày Sa-bát, tức là ngày nghỉ, biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va. Trong ngày Sa-bát, hễ ai làm một việc chi sẽ bị xử tử. Ấy vậy, dân Israel sẽ giữ ngày Sa-bát trải các đời của họ như một giao ước đời đời. Ấy là một dấu đời đời cho ta cùng dân Israel. Vì Đức Giê-hô-va đã dựng nên trời và đất trong 6 ngày, qua ngày thứ 7 ngài nghỉ và lấy sức lại. Khi Đức Giê-hô-va đã phán xong cùng Mô-sê tại núi Sinai, bèn cho người 2 bản chứng bằng đá bởi ngón tay Đức Chúa Trời viết ra. Chương 14.
hãy nôn nã tìm kiếm tình yêu thương, cũng hãy ước ao các sự ban cho thiêng liêng, nhất là sự ban cho nói tiên tri. Vì người nào nói tiếng lạ thì không phải nói với người ta, bèn là với Đức Chúa Trời, bởi chẳng có ai hiểu. Ấy là trong tâm thần mà người kia nói lời mầu nhiệm. Còn như kẻ nói tiên tri thì nói với người ta để gây dựng, khuyên bảo và yên ủi. Kẻ nói tiếng lạ tự gây dựng lấy mình, song kẻ nói tiên tri gây dựng cho hội thánh. Tôi ước ao anh em đều nói tiếng lạ cả, song tôi còn ước ao hơn nữa là anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri là trọng hơn kẻ nói tiếng lạ mà không giải nghĩa để cho hội thánh được gây dựng. Hỏi anh em, ví bằng tôi đến cùng anh em nói các thứ tiếng lạ mà lời nói tôi chẳng tỏ sự kín nhiệm, chẳng có sự thông biết, chẳng có lời tiên tri, chẳng có sự khuyên dạy, thì ít gì đến anh em. Vậy dẫu vật không linh tánh phát ra tiếng như ống tiêu, đờn cầm, nếu không có âm điệu phân biệt nhau, thế nào nhận biết được ống tiêu hay là đờn cầm thổi và khải cái chi? Lại nếu kèn trỗi tiếng lộn xộn thì ai sửa soạn mà ra trận? Anh em cũng vậy, nếu dùng lưỡi nói chẳng rõ ràng cho người ta nghe thì làm sao họ được biết điều anh em nói, vì anh em nói bông lông. Trong thế gian này có lắm thứ tiếng, mỗi thứ đều có nghĩa. Vậy nếu tôi chẳng biết nghĩa của tiếng nói đó thì người nói tiếng đó sẽ coi tôi là mọi và tôi cũng coi họ là mọi nữa. Ấy vậy, vì anh em nôn nã ước ao các sự ban cho thiêng liêng, hãy tìm cho được dư dật đặng gây dựng hội thánh. Bởi đó, kẻ nói tiếng lạ hãy cầu nguyện để được thông giải tiếng ấy. Vì nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì tâm thần tôi cầu nguyện, nhưng trí khôn tôi lơ lửng. Vậy thì tôi sẽ làm thế nào? Tôi sẽ cầu nguyện theo tâm thần, nhưng cũng cầu nguyện bằng trí khôn. Tôi sẽ hát theo tâm thần, nhưng cũng hát bằng trí khôn. Bằng không, nếu ngươi chỉ lấy tâm thần mà chúc tạ thì người tầm thường ngồi nghe chẳng hiểu ngươi nói gì, thế nào họ theo lời chúc tạ mình mà đáp lại rằng amen được? Thật vậy, lời chúc tạ của ngươi vẫn tốt lành, song kẻ khác chẳng nhờ đó mà được gây dựng. Tôi tạ ơn Đức Chúa Trời vì đã được ơn nói tiếng lạ nhiều hơn hết thảy anh em. Nhưng thà tôi lấy 5 lời bằng trí khôn mình mà rao giảng trong hội thánh để được dạy bảo kẻ khác, hơn là lấy 1 vạn lời bằng tiếng lạ. Hỏi anh em, về sự khôn sáng chưa nên như trẻ con, nhưng về sự gian ác thật hãy nên như trẻ con vậy. Còn về sự khôn sáng hãy nên như kẻ thành nhân. Trong luật pháp có chép rằng Chúa phán: ta sẽ nhờ những người nói tiếng lạ và môi miệng người ngoại quốc mà phán cho dân này, dầu vậy họ cũng chẳng nghe ta. Thế thì các thứ tiếng là một dấu chẳng cho người tin Chúa, song cho người chẳng tin. Còn như lời tiên tri là một dấu chẳng phải cho người không tin, song cho người tin Chúa. Vậy khi cả hội thánh nhóm lại một nơi, nếu ai nấy đều nói tiếng lạ mà có kẻ tầm thường hoặc người chẳng tin vào nghe, họ há chẳng nói anh em là điên cuồng sao? Song nếu ai nấy đều nói tiên tri mà có người chẳng tin hoặc kẻ tầm thường vào nghe, thì họ sẽ bị mọi người bắt phục và bị mọi người xét đoán. Sự kín dấu trong lòng họ đã tỏ ra, họ bèn sấp mặt xuống đất, thờ lạy Đức Chúa Trời và nói rằng: thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Hỏi anh em, nên nói thế nào? Khi anh em nhóm lại với nhau, trong anh em ai có bài ca hoặc bài giảng dạy hoặc lời tỏ sự kín nhiệm hoặc nói tiếng lạ hoặc giải tiếng lạ chăng? Hãy làm hết thảy cho được gây dựng. Ví bằng có người nói tiếng lạ, chỉ nên 2 hoặc 3 người là cùng, mỗi người phải nói theo lượt mình và phải có 1 người thông giải. Nếu không có ai thông giải thì người đó phải làm thinh ở trong hội thánh, mình nói với mình và với Đức Chúa Trời. Người nói tiên tri cũng chỉ nên có 2 hoặc 3 người nói mà thôi, còn những kẻ khác thì suy xét. Song nếu một người trong bọn người ngồi có lời tỏ sự kín nhiệm thì người trước nhất phải nín lặng, bởi vì anh em đều cứ lần lượt mà nói tiên tri được cả, để ai nấy đều được dạy bảo, ai nấy đều được khuyên lơn. Tâm thần của các đấng tiên tri
suy phục các đấng tiên tri. Và Đức Chúa Trời chẳng phải là Chúa sự loạn lạc, bèn là Chúa sự hòa bình. Hãy làm như trong cả hội thánh của các thánh đồ. Đàn bà phải nín lặng trong đám hội của anh em. Họ không có phép nói tại nơi đó, nhưng phải phục tùng cũng như luật pháp dạy. Nhược bằng họ muốn học khôn điều gì, thì mỗi người trong đám họ phải hỏi chồng mình ở nhà, bởi vì đàn bà nói lên trong hội thánh là không hiệp lẽ. Có phải là đạo Đức Chúa Trời ra từ nơi anh em, hoặc chỉ đến cùng anh em mà thôi chăng? Nếu ai tưởng mình là tiên tri hay là được Đức Thánh Linh soi sáng, thì người ấy hãy biết rằng điều tôi viết cho anh em đây là mạng lệnh của Chúa. Mà nếu ai muốn bỏ qua thì mặc họ bỏ qua. Ấy vậy, hỡi anh em, hãy trông mong ơn nói tiên tri và đừng ngăn trở chi về điều nói tiếng lạ. Nhưng mọi sự đều nên làm cho phải phép và theo thứ tự. Thi Thiên 11. Tôi nương náu mình ở Đức Giê-hô-va. Sao các ngươi nói cùng linh hồn ta, hãy trốn lên núi ngươi như con chim? Vì kìa, kẻ ác dương cung, tra tên mình trên dây, đặng bắn trong tối tăm kẻ có lòng ngay thẳng. Nếu các nền bị phá đổ, người công bình sẽ làm sao? Đức Giê-hô-va ngự trong đền thánh Ngài, ngôi Ngài ở trên trời. Con mắt Ngài nhìn xem, mí mắt Ngài dò con loài người. Đức Giê-hô-va thử người công bình, nhưng lòng Ngài ghét người ác và kẻ ưa sự hung bạo. Ngài sẽ giáng xối trên kẻ ác những bẫy, lửa và diêm. Một ngọn gió phỏng sẽ là phần của chúng nó. Vì Đức Giê-hô-va là công bình, Ngài yêu sự công bình. Những người ngay thẳng sẽ nhìn xem mặt Ngài. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp, ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.